Chú ý không nên bỏ sót miếng gì trong giữa lòng chậu. Sau khi để trên sơ dừa vào gốc để cố định cành hoa theo hướng hoặc là gốc cây hơi nghiêng ngả, chúng ta cố định bằng cây ti thường hay cắm trong lan hồ điệp. Dùng kềm hoặc kéo cắt phần kẽm dư. Sau khi hoàn tất việc cho lan vào trong chậu cảnh thì ta tiến hành cắt tỉa những lấy lá xấu và hạt vàng. Sau đó tiếp theo là tiến hành trang trí. Dùng bông gòn che phần gốc. Thank you.
Ta đã hoàn tất việc trang trí hoa lan của chúng mình. Các bạn thấy tác phẩm thế nào? Có khác hơn lúc đầu không? Bây giờ ta tiến hành đến bước cuối cùng của chúng ta, đó là xịt nước và xịt bóng lá. Các bạn chuẩn bị một bình nước, sau đó xịt thử dưới đất để kiểm tra cái độ tia của vòi nước, chỉnh làm sao cho vòi nước vừa đủ mạnh để đẩy sạch cái sơ dừa tràn ra bên ngoài. Đây cũng là cách tưới nước cho tiểu cảnh lan hồ điệp, lan lên rô cây may mắn. Chỉnh vòi nước làm sao cho nước đủ mạnh để len qua các kẽ lá, thấm vào lớp sơ dừa bên dưới. Đối với lan dendro, chúng ta sẽ tưới thẳng vào gốc. Chú ý tưới ngay vào gốc cây để đảm bảo nước sẽ thấm, rễ sẽ thấm được nước, hút được nước. Xịt bóng lá. Mình che chắn làm sao cho sơn xịt bóng lá hạn chế vướng vào hoa và cỏ. Đây là các bước cuối cùng trong việc tiến hành thay lan trong tiểu cảnh may mắn và hồ điệp. Chúc các